Lời đầu tiên, kênh Bất Động Sản Tùng Loan gửi lời chào đến tất cả quý cô chú và anh chị. Hôm nay chúng em giới thiệu một căn nhà nằm ngay gần chợ Phú Xuân, cách cầu Phú Xuân chỉ tầm 300m, giáp với trung tâm quận 7, một vị trí siêu đẹp ngay đường lớn Dương Cát Lợi. Và từ nhà của chúng ta di chuyển ra đường lớn Dương Cát Lợi chỉ tầm 20m mà thôi. Nằm trong một con hẻm trước nhà rộng 2,5m đến 3m, thông thoáng nha. Và rất là gần đường Dương Cát Lợi luôn, đi bộ ra vài bước chân là tới rồi. Và đây là cái con hẻm trước nhà của chúng ta, và cái đường nhìn ra là đường Lưu Dương Cát Lợi ạ. Xung quanh rất là nhiều tiện ích luôn, phù hợp với gia đình mà nào mà cần muốn mua nhà nhu cầu giáp trung tâm như là quận 7, quận 4, quận nhất. Chúng ta chỉ cần di chuyển thẳng một chục đường Quỳnh Tấn Phát thì có thể di chuyển về các trung tâm lân cận rất là gần. Diện tích của căn nhà nằm ngang 3m, dài 6m, có hướng Tây, một trệt, 2 lầu, 2 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh nha. Hình ảnh không gian phòng khách ở dưới tầng trệt nè, tương đối nhỏ gọn thôi. Nhà này thì em thấy thì cũng tương đối, ví dụ như là đường cái thì 2 lầu, mỗi một lầu chúng ta có một cái phòng ngủ rất là rộng và đặc biệt có một cái nhà vệ sinh luôn. Và đây là cái khoảng không gian phòng khách này, gia chủ bố trí cho chúng ta bộ sofa nè. Nếu như nhu cầu của khách hàng nào về chúng ta muốn cái khoảng không gian phòng khách này rộng hơn á, thì chúng ta có thể bỏ đi cái bộ sofa này để được cái khoảng không gian ở bên dưới thật rộng rãi và thoáng nha. Được cái ngôi nhà này nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà bên trong thì thiết kế rất là xinh đẹp, sang trọng nữa. Đường trước nhà của chúng ta đó 2,5m, hai chiếc xe máy tránh nhau thoải mái luôn. Nhà này thích hợp cho gia đình chúng ta ở, đông thành viên đều được, khoảng tầm 4 thành viên trở lên thoải mái nha. Thiết kế sang trọng, không gian bếp thì gia chủ đóng sẵn cho chúng ta luôn. Nhìn rất là sang và gửi tặng lại cái tủ lạnh này cho quý khách hàng nào sở hữu ngôi nhà này. Và kệ tủ bếp 2 tầng nha. Rất là dễ thương với cái tông màu xanh nhẹ nhẹ. Nhìn rất là đơn giản nhưng mà dễ thương cực kỳ luôn. Thích hợp cho gia đình chúng ta mua ở hoặc là kinh doanh cho thuê đều được tại thời điểm này. Đặc biệt thì ở bên dưới thì nó cũng rất là nhỏ, cho nên là gia chủ thiết kế một cái nhà vệ sinh nho nhỏ ở bên dưới. Nhìn cũng tạm được ha. Em cảm thấy cũng hợp lý với cái khoảng không gian diện tích nhỏ như thế này á. Liên hệ xem nhà, hỗ trợ 24/24 luôn nha, 0931 82 932 ạ. Và đây là lầu 1 nè, được thiết kế một cái nhà vệ sinh rất là rộng rãi luôn. Và phòng ngủ cũng rất là rộng. Phòng ngủ này chúng ta thiết kế đo đóng được giường, tủ đều được luôn nè. Và ở bên phía trước thì có một cái ban công nho nhỏ, và gia chủ cũng làm sẵn cho chúng ta khung rào bảo vệ luôn ạ. Nhìn rất là xinh xắn và dễ thương nha. Đây, cái ban công này chúng ta có thể là tận dụng phơi đồ đều được luôn. Với một cái diện tích chật hẹp ở vị trí thành phố như thế này, chúng ta lựa chọn một ngôi nhà giá rẻ rẻ xinh xinh, một ngôi nhà nhỏ nhỏ phù hợp với tài chính của gia đình, thì phần lợi thế thì chúng ta phải tìm về cái nhu cầu, như là nhà thiết kế như là chỗ phơi đồ nè. Nhiều căn nhà thì nhỏ nhỏ nhưng mà có những căn cũng không có thiết kế được chỗ phơi đồ thì cũng rất là bất tiện, đúng không ạ? Nhưng mà đây là một cái sản phẩm thì em thấy cũng tạm ok. Nói chung là cũng tương đối đầy đủ công năng, như là chỗ phơi đồ nè, và nhà vệ sinh thì mỗi tầng đều cũng có, thì cũng rất là thích hợp rồi. Nhà pháp lý là sổ hồng riêng, đồng sở hữu, mỗi nhà mỗi sổ. Mua bán thì hiện tại thì chúng ta có thể ký công chứng trực tiếp tại văn phòng công chứng nhà nước, ví dụ như là ký ủy quyền hoặc là ký mua bán trực tiếp luôn. Nhận nhà ngay trong ngày đều được. Sổ hồng thì cầm tay nha. Nên là quý cô chú anh chị khách hàng hoàn toàn yên tâm. Hoặc mà cô chú anh chị nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì hãy liên hệ trực tiếp cho chúng em để tư vấn kỹ và sớm hơn và được đi xem nhà. Giá thì chỉ có 1.690.000.000 nha. Và em Loan xin nhắc lại, 1.690.000.000 ạ. Giá có bớt lọc cho khách hàng nào thiện chí mà đang có nhu cầu mua nhà ở tại thời điểm này luôn. Nhìn lại khoảng không gian tầng trệt nè. Nói chung là nhà này tuy nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà thiết kế rất là dễ thương luôn.
kết hợp mua ở hoặc là kinh doanh cho thuê đều được tại thời điểm này luôn ạ. Vị trí thì sát trung tâm quận 7 Phú Mỹ Hưng luôn, di chuyển chỉ tầm mất 7 đến 10 phút xe máy thì chúng ta có thể về trung tâm quận 7 Phú Mỹ Hưng rồi ạ. Tài chính chỉ có 1.690.000.000, cho nên là để chu cứu bác anh chị chúng ta quan tâm về căn nhà này thì hãy liên hệ cho chúng em ha. Quý khách hàng lựa chọn nhà có sổ hồng giá dưới 2 tỷ thì hãy liên hệ ngay cho kênh Bất Động Sản Tùng Loan, có rất là nhiều nhà đẹp giá rẻ luôn. Và cho chúng em xin một cái like và một cái đăng ký kênh ở bên dưới. Xin cảm ơn và gửi lời chào tạm biệt ạ.